Cảm ơn cô đã giúp công ty giải quyết một vấn đề lớn như vậy, còn làm bản thân bị thương nữa. Cho nên tiền viện phí thuốc men đều do công ty chi trả. Về nhà cô nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha, coi như là nghỉ phép. Cảm ơn phó tổng. Cô nghỉ ngơi cho lại sức đi, giữ gìn sức khỏe. Nếu chút nữa không có biểu hiện gì bất thường, em sẽ đưa anh về nhà. Ăn thêm vài miếng nữa đi, hả? Ăn đi. Chơi lại đi, chơi lại đi. Nè, đoán trắng đen, nam sinh và nữ sinh. Cậu xua lại thua nữa rồi. Họ dừng tôi đó, cô chơi trò này giỏi quá. Rồi, tới tôi. Nào, đoán trắng đen, nam sinh và nữ sinh. Đoán trắng đen, nam sinh và nữ sinh. Không trời thể ơi, đâu. Sao cô chơi trò này giỏi dữ vậy hả? Đây là lần đầu tiên tôi thắng nhiều như vậy. Chơi vậy hay chơi lại? Anh Minh à, bạn gái của anh tài thiệt đó, uống giỏi nữa. Trời ơi, bạn gái cái gì chứ, đừng có nói bậy bạ. Chí Minh à, cô này được đó, cậu cưới luôn đi. Thôi anh Văn à, anh nghỉ uống đi, anh còn say hơi rồi. Còn hơi sớm. Xin lỗi cô, họ say hết rồi. Không có gì đâu, tôi không có để bụng đâu mà. Cẩn thận, không sao chứ? Bác sĩ nói nội trong 24 giờ tới cần phải theo dõi sát sao. Anh nằm nghỉ ngơi đi. Chắc là tối nay em phải ở lại đây để chăm sóc anh. Anh nghĩ chắc là em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng tại sao cả nửa câu em cũng không nhắc? Hỏi anh gì chứ? Hỏi anh tại sao có mặt tại hội trường? Hỏi anh tại sao tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn lại một mình Mina hả? Em sẽ không hỏi anh mấy câu hỏi dớ dẫn đó. Bởi vì em tin tưởng anh, em cũng tin tưởng Mina. Tất cả đều là hiểu lầm. Anh có thể hỏi em một chuyện được không? Tại sao thái độ của em đối với anh và Mina đột nhiên thay đổi 180 độ? Trong lòng em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bởi vì em không muốn mình cãi nhau nữa. Vì em biết em cãi với anh giận hờn, anh sẽ thấy phiền. Em đành phải cố gắng không suy nghĩ chuyện anh và Mina nữa. Điều đó rất vô nghĩa, nên em quyết định không làm như vậy. Anh nghĩ coi có cần gọi Khả Đạt tới đây không? Em đi rót nước cho anh uống. Nè, cô ăn thêm chút nữa đi. Phiền quá. Ngay cả con nít cũng biết trước khi uống thuốc là phải ăn lót dạ, vậy mới không đau bao tử. Thuốc tôi vừa uống có một viên trị đau bao tử. Nhưng mà uống vậy cũng đâu có tốt. Để tôi nấu gì cho cô ăn ha. Thôi khỏi đi, nấu có ngon lành gì đâu. Để tôi điện cho rùa con, kêu chị ấy mua đồ ăn cho cô. Không cần phiền phức như vậy đâu. Rất là cần, phải ăn uống mới tại được. Tại sao cậu lại phiền phức quá vậy? Đã nói tôi không ăn nuốt không vô mà. Tại sao mấy người ai cũng ép tôi làm chuyện mà tôi không muốn làm vậy? Xin lỗi nha, tôi không nên nổi giận với cậu. Không có sao, trút ra hết vẫn đỡ hơn là kìm nén ở trong lòng mà. Thỉnh thoảng hại gan đỡ hơn vừa đau lòng vừa đau dạ dày, có đúng không? Không phải tôi đau lòng, tôi mệt mỏi.
thấy mình như mất sức, tinh thần cũng mệt, giống như khó khăn lắm mới có chút thành quả. Nhưng là vì ân oán cá nhân, mình dâng tâm huyết cho người khác. Bỏ đi, không làm nữa, cùng lắm nghĩ gì có gì to tát. Nè, Yumina, cô tức giận nói lẫy hay là cô đang nói thật vậy? Cô tuyệt đối đừng nghĩ việc đó nha. Tôi là vì cô nên mới dám vào Duyệt Dung Đường đó. Duyệt Dung Đường là một nơi rất là đáng sợ. Nếu không có cô chống lưng cho thì tôi làm sao mà dám tiếp tục ở lại đó làm chứ. Cái này là tôi đang nói thiệt đó. Nếu như mà cô không làm nữa, chứng tỏ là cô đầu hàng ân cách lệ. Đầu hàng thì đầu hàng, tôi không muốn vì chuyện tình cảm cá nhân dớ dẫn mà lãng phí cuộc đời. Trước giờ tôi luôn xem chị Tây là thần tượng, muốn bắt chước chị ấy, cho nên tôi nghĩ nhìn một chút cũng không sao. Ê. Có câu này cô đã từng nói với tôi, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như in nè. Cũng có thể nói đó chính là cái giá của sự trưởng thành. Sau này nhìn lại cậu sẽ biết ơn họ, bởi vì trong lúc bản thân thất bại nhất, đau khổ nhất, họ cho cậu biết thế nào là sự phản bội tàn khốc. Là cô nói đó. Cô thử nhìn tôi đi, triệu thiểu tề, mắc nợ 70 triệu. Tôi có đầu hàng đâu. Tôi đã từng thất bại, nhưng mà có chịu thua hay không? Không hề nha. Tại sao cô lại đầu hàng chứ? Đó là cậu thiếu nợ tiền người ta, còn tôi với Cách Lệ là vấn đề tình cảm yêu đương. Tóm lại đời này của tôi không thể bình thường với Cách Lệ được. Ây trời ơi, tôi thấy chuyện này đâu có khó như là cô đã nghĩ. Nè, để thầy Thiệu đứng tại đây thị phạm cho cô ha. Nè, hôm nay sở dĩ mà Ân Cách Lệ gai góc với cô như vậy á, là bởi vì cô ấy sợ cô cướp mất bạn trai của cô ấy mà, có phải vậy hay không? Đúng không? Cho nên là hôm nay nếu như mà cô Dương Mina cũng tìm được một người bạn trai thì mọi chuyện coi như giải quyết xong rồi. Cô ta không tìm cách để chống đối cô nữa. Vấn đề là tôi không có bạn trai. Thì tìm đi. Cậu tưởng lên mạng đặt là có liền hả? Nhưng mà thật ra cũng đâu có khó tìm. Có lẽ ở ngay trước mắt cô đang có một người nhìn cũng không có tệ lắm. Du học nước ngoài, thích sạch sẽ gọn gàng. Cậu hả? Đúng vậy. Cười cái gì vậy không biết? Có gì đâu mắc cười chứ. Bộ không được sao? Nè, tôi được nhiều người theo đuổi lắm đó. Tôi nói trước nha, tôi không hề có ý đó với cô. Tôi chỉ muốn giúp với tư cách là bạn bè thôi, để giúp cô giải quyết được vấn đề thôi chứ bộ. Nhưng mà cậu không phải gu của tôi. Gu của tôi phải khác kìa. Me too. Tôi cũng vậy. Ê, nè. Trời ơi, cô dơ dữ vậy. Cô có biết cái đó là nước mũi không? Dơ lắm đó, trời ơi. Cô có biết là hả, trong dịch nước mũi này có chứa bao nhiêu là virus mang mầm bệnh hay không hả? Con gái lứa gì mà ở dơ quá không biết nua. Lần sau đừng có chơi vậy nữa nghe chưa. Lùi thua như bà Thiến vậy đó. Đâu phải là ngày đầu biết tôi đâu. Dơ chết đi được à. Thật ra anh không cần đưa tôi về đâu. Đi xíu nữa đằng trước là trạm xe rồi. Không sao đâu, tiễn một đoạn thôi. Giả lại đi với cô cũng rất vui mà. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Ngày hôm nay cô đi ăn trò chuyện với bạn bè của tôi rất tự nhiên, tôi thấy vui lắm. Còn tôi thì thấy bạn của anh cũng vì nể mặt anh mới mở lòng với tôi thôi. Lúc trước thì tôi cứ luôn nghĩ rằng những người tốt nghiệp đại học và được làm công ty lớn như cô thường rất kiêu kỳ, đeo túi xách hàng hiệu, nói chuyện thì văn vẻ lịch sự. Gặp những người làm nghề sửa xe như chúng tôi chạy còn không kịp, sợ tay của tôi sẽ làm dơ túi hàng hiệu và quần áo hiệu của họ. Nhưng mà hôm nay được tiếp xúc với cô, tôi cảm thấy cô rất chân thành, lại còn thân thiện nữa. Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Thật ra thì những kiến thức anh hiểu về xe cộ cả đời này tôi không học hết được. Chỉ khác nhau ở chỗ anh cầm kìm vít, còn tôi thì cầm bút viết. Nếu so về đầu óc thì tôi làm sao mà thông minh bằng anh.
Cô thật sự rất đặc biệt. Gì chứ? Ê, khoan đã, dùng nước kìa. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi. Chí Minh. Cô ông à. Mình đi thôi. Đi thôi. Đi thôi, được đi. Nhà của cô ở bên đó đúng không? Đúng rồi. Có sao không? Thiếu Tê à. Ồ, cậu về rồi hả? Tưởng cậu đi tới sáng luôn chứ. Cậu nói gì vậy? Thiếu Tê đâu, cậu đâu rồi? Tôi đây, kêu cái gì vậy? Cậu làm gì vậy? Nè cô coi, không phải do như vậy đâu, để tôi vô lại cho. Tôi đã quyết định rồi. Gì vậy? Tôi cần nụ hôn thần thánh của cậu. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa đó? Cậu chắc chứ? Em trai, chị đây suy nghĩ kỹ rồi. Vừa có nụ hôn thần thánh của cậu mà chị không mất nụ hôn đầu. Chị có cách này nè. Rốt cuộc chị muốn gì? Are you ready? No. Mình thừa nhận anh chàng Chí Minh đó tốt hơn mình nghĩ nhiều. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy đùa con nhà mình đến với anh ta thật sự là quá thiệt thòi. Vậy chứ Dương Thiên Vũ nhà cậu hồi trước mình cũng cực lực phản đối. Nhớ đùa con đã nói gì không? Đã là chuyện rất lâu rồi ai mà nhớ chứ. Cậu ấy nói tình cảm vốn là chuyện riêng của hai người. Dù mình giận cỡ nào cũng không thể quyết định thay cậu được. Cuộc sống của cậu là do cậu tự lựa chọn. Nhưng mà cách này liệu có hiệu quả không? Cứ thử đi. Tới đây. Đừng mà, là bỏ suy nghĩ lại đi. Đừng la nữa mà. Chính vì tôi đã suy nghĩ rất thận trọng mới đi tới quyết định kết thúc giai đoạn ở trên tình bạn dưới tình yêu với Chí Minh nhà tôi. Giả lại, sau khi có nụ hôn thần thánh của cậu, tôi và Chí Minh sẽ trở thành bạn trai bạn gái của nhau. Ba người chúng tôi có thể được làm cô dâu rồi. Nè, gì mà ba người cùng làm cô dâu? Cậu muốn gả Mina cho Hạ Dĩ Phàm hả? Ngu ngốc. Phải ha. Thiệu Tề, nụ hôn thần thánh của cậu có cách nào quá giải không? Chưa có ai hỏi tôi về vấn đề này hết á, nên không biết. 100 quyển tiểu thuyết thì đã có 95 quyển nói. Nếu muốn quá giải một loại bùa chú nào đó, cách tốt nhất là giết người bỏ bùa. Ê, vậy 5 quyển còn lại có nói sau khi giết người yếm bùa thì bùa sẽ mất công hiệu luôn hay không hả?
Mina, mình nghĩ hay là cậu chọn người khác thì hơn. Mình nhớ má Na đưa cho cậu một đống danh sách, cậu thử chọn đại một người đi. Cậu đi tin mẹ mình hả? Wow, vậy là cậu mắng ba của cậu. Ba, con xin lỗi, con xin lỗi. À, mình nhớ ra rồi. Dãy lầu F chúng ta có một bác sĩ mới vừa dọn tới, độc thân, khoảng 30 tuổi. Anh ta đầu trọc đúng không? Anh ta bị trọc không? 30 tuổi đã trọc thì thảm quá. Để mình nghĩ thử xem. Đầu óc của Trương Thư Hoài tuy có chút vấn đề, nói nhiều, nhưng mình nhớ hình như anh ta hơi có bụng đó. Có sao? Bụng anh ta hơi to. Phải nói là rất to. À, mình nhớ ra rồi. Vị chủ tịch lần trước bác La giới thiệu cho mình, ông ấy có người con, dáng cao cao hơn Thiệu Tề một chút xíu. Nhưng con ông ấy sợ là quá nhỏ tuổi. Sao mà cậu kén chọn quá vậy? Bụng bự cũng chê, nhỏ tuổi cũng chê. Cái kia không chịu, cái kia không chịu. Cậu gặp con trai chủ tịch chưa? Đúng, không trẻ lắm đâu, nghề nghiệp ổn định, không có bụng, cậu còn chê nữa. Như vậy khi Chí Minh tới sẽ có chỗ để nghỉ ngơi. Người thật so với trong tiểu thuyết vẫn tốt hơn nhiều. Bây giờ mình chỉ là kẻ ăn bám, tất nhiên người ta không dòm ngó tới mình rồi. Được rồi, sếp đừng có nhăn nhó nữa. Đâu phải tôi cố tình đâu. Làm sao tôi biết thang máy bị hư đúng lúc như vậy chứ? Nói không chừng là ông trời cố tình sắp đặt cho hai người gặp gỡ riêng đó, để hai người có cơ hội nói rõ với nhau. Tôi nói có đúng không? Coi như chưa nói, coi như chưa nói đi. Nhưng mà tôi không tin hai người bên nhau trong thời khắc giao thoa giữa sinh và tử, lẽ nào sếp không hề động lòng một chút nào hả? Nói thật lòng thì vào lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì hết, chỉ mong Mina bình an vô sự là được. Cũng đúng ha, mà tôi hỏi câu này cũng ngu thiệt đó. Đâu phải tôi không biết tình cảm của sếp dành cho cô ấy. Thời khắc sinh tử chỉ có vài phút ngắn ngủi, sếp có ý gì với cô Dương Mina đó được chứ? Hạ Khả Đạt, cậu đừng làm chuyện vô bổ nữa, mắc công gây phiền phức cho tôi. Tôi càng không muốn người khác tưởng tôi vẫn chưa dứt tình với Dương Mina. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà điều tôi muốn biết nhất là trong lòng của sếp buông bỏ cô ấy thiệt á hả? Thật ra tôi cũng không ngờ trong kiếp này còn gặp lại cô ấy. Nhưng mà lần này quay về Đài Loan, chúng tôi có thể tình cờ gặp lại nhau. Chúng tôi đã từng hẹn hò với nhau, từng rất vui vẻ. Chỉ như vậy là đủ rồi. Chuyện tôi mong nhất bây giờ là cô ấy có thể tìm được người thật lòng với mình, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện mà tôi vẫn chưa thể làm được. Chị Mina, chị Mina. Tôi không biết. Ê, cô muốn xin nghỉ việc thiệt hả? Tất nhiên là không. Tôi lăn lộn ở công ty bao nhiêu năm nay, đâu có dễ quật ngã tôi chứ. Cứng trắng lắm. Giỏi giỏi.
dũng cảm đối diện với thử thách. Rồi khi nhớ lại khoảng thời gian này, nó sẽ trở thành động lực lớn cho em. Alo, tôi là Dương Mina. Mina, phiền cậu vào văn phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Được, tôi sẽ vào ngay. Cố lên, Dương Mina, đi nạp năng lượng cho mình thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Ê, cố lên, cố lên. Tôi mua cà phê cho cô, ha. Ngồi đi. Không cần đâu. Kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà, sao hôm nay vẫn đi làm? Tôi thấy sức khỏe bình thường. Ân phó tổng tìm tôi có chuyện gì không? Thật ra tôi gọi cậu vào đây không phải với tư cách là phó tổng công ty, mà là với tư cách là bạn gái của anh Hà Dĩ Phàm, để nói chuyện với cậu. Tiểu Nhan, cái thùng này bên xưởng gửi tới hả? Đã kêu cậu phân loại ra mà đóng nguyên cả cái thùng như vậy, làm sao tôi khiêng nổi đây? Hiểu Tê. Hả? Có chuyện gì? Mấy cái thùng hàng này nặng quá à, người ta khiêng không có nổi, khiêng giùm tôi được không? Được chứ. Nhưng mà Sáu Tâm à, đây là việc của cô mà, đâu thể lần nào cũng kêu tôi. Cô cũng nên tự thân vận động, tôi còn việc của tôi, có đúng hay không? Chào chủ tịch. Chào chủ tịch. Được. Chào chủ tịch. Chủ tịch à? Em có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với anh. Sau này đừng chất đồ chắn hết lối đi. Dạ. Anh bị sao vậy? Sao Tâm à, cô đưa tay ra đây. Con người mà phải dựa vào chính mình. Cố lên. Ân phó tổng, liên quan đến chuyện đó, tôi nghĩ mình đã biểu đạt rất rõ ràng, không có gì để nói nữa hết. Hy vọng sau này giữa hai chúng ta chỉ nói chuyện duyệt dung đường, không nói chuyện khác. Được, vậy tôi chỉ nói một câu cuối cùng. Hy vọng sau này không có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tình cảm của tôi và anh ấy. Phó tổng Ân Cách Lệ, vậy tôi cũng nói lại một lần cuối cùng. Người bội bạc đó tôi không thèm. Cậu không cần đề phòng tôi như phòng trộm. Chào chủ tịch, chào chị Tây. Vào trong nói. Công là công, tư là tư. Duyệt dung đường không phải chiến trường của hai người họ. Dạ, em hiểu. Em sẽ nói chuyện với Ân Cách Lệ. Anh cũng sẽ gọi điện cho chủ tịch Ân. Khiết Hà mà, hôm nay tôi nghỉ nửa ngày. Cô nhớ đem số tài liệu đó đi đóng dấu giùm tôi nha. Ok, cảm ơn. Bạch Bạch à, em chờ một chút nghe. Chờ một chút. Được, anh làm đi. Đầu tiên photo mấy tờ giấy này ha. Còn thiếu mấy pha cà phê và dụng cụ sau đó thì dọn cho nữa. Dương, ha. Dạ. Bạch Bạch, sao em tới bất ngờ vậy? À, không có gì. Hôm nay em được nghỉ nửa buổi, với lại anh cũng sắp khai trương mà. Em tranh thủ chút thời gian chạy tới xem anh còn thiếu gì để em đi mua luôn. Bên chỗ của anh cũ thì có cũ một chút, toàn là những vật dụng bên văn phòng cũ anh dọn qua thôi. Lập nghiệp khó khăn mà, anh giỏi như vậy, em tin chắc chắn chẳng bao lâu anh sẽ có văn phòng lớn hơn mà. Em có biết hay không, mấy nay anh ở trong văn phòng ngày nào cũng suy nghĩ nên tiếp tục ở lại chỗ văn phòng cũ, biết khi nào anh mới có văn phòng của riêng mình. Nhắc thì mới nhớ, anh còn phải cảm ơn em nữa.
giúp anh thực hiện ước mơ như vậy. Đợi sau này anh khá hơn, anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ gì chứ? Không phải em rất thích căn hộ của tụi em đang sống sao? Điều kiện rất tốt, lại gần trạm tàu điện nữa. Nhưng mà tốt mấy cũng không quan trọng bằng anh. Được, cứ vậy đi. Để chúng ta có tiền sẽ mua một căn. Dù em đã lấy chồng, vẫn có thể thường xuyên gặp bạn bè. Cảm ơn ông chủ Dương. Chờ em cái. Ôi, có người kìa. Em đi quét dọn đã. Mời vào. Chị Tây tìm em hả? Chào chủ tịch. Ngồi đi. Dạ không sao, tôi đứng được rồi. Cách Lệ à, cô vào công ty cũng được một khoảng thời gian rồi hả? Vậy đã quen việc chưa? Tôi cũng đang cố gắng để mau chóng bắt kịp tiến độ. Vẫn còn rất nhiều thứ mà phải học hỏi chị Tây nhiều. Tôi nghe ba cô nói lúc đầu là cô chủ động đòi vào Duyệt Dung Đường làm hả? Dạ phải. Vậy tôi hy vọng Duyệt Dung Đường không làm cô thất vọng. Chủ tịch đừng nói vậy, mà nên nói là nếu tôi có chỗ nào chưa làm tốt thì phiền hai vị đây chỉ dạy nhiều hơn. Được, vậy chúng tôi cũng không ngại nói thẳng. Dự án hợp tác với WB, chúng tôi muốn cô điều Mina về phụ trách. Nhưng mà chị Tây à, em cho rằng thân là phó tổng công ty, em nên có quyền hạn điều phối nhân lực cho từng bộ phận chứ. Nhưng mà trong lòng cô biết rõ hơn ai hết, Đường Hiểu Đồng không thích hợp đảm nhiệm dự án này. Tôi không muốn cô bị tình cảm làm ảnh hưởng khả năng phán đoán. Em không nghĩ dự án này có bất cứ vấn đề gì hết. Không biết có phải hai vị hiểu lầm chuyện gì không? Hay là Dương Mina đã nói gì hả? Mina không nói gì hết. Nhưng dạo gần đây công ty cứ xì xào bàn tán, ít nhiều tôi cũng nghe được sơ sơ. Mấy tin đồn nhảm đó em không muốn giải thích. Em không nghĩ là mình đã làm ra chuyện gì tổn hại cho công ty. Cách Lệ hoặc à, giả. Thân là một nhân viên của công ty, đáng lý cô nên đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Tất nhiên, tôi tin là mình có. Tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn làm ba cô thất vọng. Tôi biết rồi. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước. Dạ ba, con biết rồi. Không phải, chuyện này ba đừng có nghe lời từ một phía của họ. Ba phải nghe con giải thích chứ. Thật sự không liên quan tới Dĩ Phạm. Nhưng mà ba. Dạ, con biết rồi. Được bên anh, em đã phải tự hạ thấp bản thân, hạ mãi đến mức mất đi chính mình. Nhưng mà lòng em cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó qua tình yêu sẽ nở. Anh đi bệnh viện nha. Em đừng đi. Em sẽ không đi. Mina.
Mina, anh nhớ em lắm. Mina, Mina, yêu anh rốt cuộc có đáng hay không? Đáp án em đã biết từ lâu rồi. Cô chắc không phải thích tôi rồi chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, anh chỉ có thể làm bạn trai của em mà thôi. Trời ơi, còn hung nữa hai cái đứa này. Chị Sugar. Ừ. Chị Sugar, chị muốn uống trà không? Tiện thể em pha. Uống gì mà uống? Cô thấy tôi uống trà bao giờ không? Tôi đang uống cà phê. Vậy chị từ từ uống. Em xin lỗi, cho em từ chối được không? Ân phó tổng đã đồng ý điều em về phụ trách rồi. Lý do gì mà em từ chối? Em... Mina, em là người rõ hơn ai hết tầm quan trọng của kỹ thuật đối với duyệt dung đường. Không lẽ em cũng công tư bất phân? Em xin lỗi, nhưng em thật sự không muốn vì mấy chuyện này mà gây ra hiểu lầm không đáng có. Em đi gặp Ân Cách Lệ đi. Cô ấy muốn nói chuyện rõ ràng với em đó. Chào cô. Chào anh. Tôi có hẹn với cô Ân Cách Lệ. Dạ, cô Ân có dặn mời cô lên sân vườn trên không để gặp đó. Được.
Cảm ơn. Dạ. Thật không ngờ cậu vẫn thích lên sân thượng ngồi một mình. Vì nơi này nó giúp tôi có thể nhìn được xa hơn, chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Đó cũng là lý do tại sao tôi quyết định mua lại nơi này. Nè, ngồi đi. Chị Tây nói cậu có chuyện muốn nói với tôi hả? Nhưng mà tôi suy nghĩ rất lâu, không biết giữa hai chúng ta còn chuyện gì để nói. Nhớ hồi đó tôi cứ tin rằng chỉ cần mình chịu cố gắng, mình chịu nỗ lực thì nhất định gặt hái được thành quả. Nhưng mà thật đáng tiếc, khi trưởng thành rồi tôi mới phát hiện trên đời này không phải bất cứ chuyện gì chỉ cần mình chịu cố gắng và nỗ lực thì ông trời sẽ cho mình. Nhưng mà tôi quyết không từ bỏ. Mina, tôi xin lỗi. Nếu trong quá khứ tôi làm bất cứ chuyện gì quá đáng hoặc lỡ có gì gây tổn hại đến cậu thì tại đây tôi thật lòng gửi lời xin lỗi tới cậu. Mười năm trước mình cũng lên trên sân thượng, cũng uống rượu như vậy nè. Nhưng mà hôm nay đổi ngược lại là tôi nói với cậu, có thể đừng giành Hạ Dĩ Phàm với tôi không? Câu nói này chính là câu hồi đó cậu nói với tôi. Vậy cậu hứa với mình một chuyện được không? Sau khi cậu ra nước ngoài, cậu đừng giành Hạ Dĩ Phàm nha. Ân Cách Lệ, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tôi đã từng nói chuyện này đã qua lâu lắm rồi mà. Đã qua thật chưa? Chuyện đã qua thật sao? Thời gian qua ba người chúng ta trong vòng lẫn quẩn, cậu không biết sao? Tôi xin lỗi, tôi không muốn nói tới chuyện này. Nếu tôi nói với cậu, trong số ba người chúng ta thì cậu chính là người được sống vui vẻ nhất, cậu có tin không? Tháng 11 năm 2009. Nghe nói anh đang hẹn hò với Ân Cách Lệ hả? Xin lỗi.
Hôm nay cậu phải nghe tôi nói hết. Hồi đó Hạ Dĩ Phàm đi qua bên Mỹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ hiểu được tại sao hôm nay tôi có tư cách đứng đây năn nỉ cậu. Năm đó ba của Hạ Dĩ Phàm bị đột quỵ, cho nên mọi khoản viện phí đều do chú ba của anh ấy trả. Thậm chí sau đó anh ấy đi du học, toàn bộ mọi chi phí cũng đều do chú ấy cho. Chuyện này cậu biết không? Rồi sao nữa? Sau đó anh ấy qua bên Mỹ chưa được bao lâu, chú của anh ấy bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Công ty gặp phải vấn đề rất lớn. Hàng ngàn công ty đứng trước nguy cơ phá sản, chủ yếu là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, hiện đang dần chuyển hướng sang thị trường nước ngoài. Chú ấy biết Dĩ Phàm có quen với tôi, nên nhờ anh ấy mở lời với tôi, đi mượn ba tôi một số tiền rất lớn, giúp chú ấy vượt qua lúc khó khăn.